Với xu hướng tinh gọn hóa các thiết bị công nghệ giải phóng không gian làm việc thì người dùng trên thế giới đang ngày càng quan tâm tới những dòng sản phẩm nhỏ gọn như là mini PC, một loại máy tính cá nhân có kích thước nhỏ gọn hơn so với một chiếc máy tính để bàn thông thường. Theo nghiên cứu của Global Market Insight, thị trường mini PC đạt giá trị là 22,7 triệu đô la Mỹ vào năm 2023 và sẽ có mức tăng trưởng kép hàng năm là 5% một năm trong vòng 10 năm tới. Có kích thước vừa lòng bàn tay nhưng mini PC có đầy đủ sức mạnh của máy tính để bàn, đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng. Thậm chí, như chiếc Kirby Nook 1M của MSI này, nó còn có thể hỗ trợ tối đa 4 màn hình máy tính, giúp người dùng tăng năng suất, quản lý nhiều ứng dụng cùng lúc. Theo báo cáo của Grandview Research, châu Á-Thái Bình Dương là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất của mini PC, do số lượng lớn người tiêu dùng trẻ, nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp. Tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng mini PC được ghi nhận gia tăng đáng kể trong những năm gần đây. Vì thế, các thương hiệu cũng đưa ra các sản phẩm hiệu suất cao, giúp người dùng tối ưu chi phí. Do tính linh hoạt và hiệu suất của mini PC, Cubinip OneM có thể đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau, từ công cụ giảng dạy trong lớp học đến các hệ thống bán lẻ hoặc là các chuỗi kinh doanh siêu thị. Bên cạnh đó, chúng tôi còn tập trung vào độ bền và khả năng nâng cấp để giảm thiểu các cái rác thải điện tử và khuyến khích người dùng sửa đổi nâng cấp thay vì phải thay thế toàn bộ cái thiết bị của họ. Theo MSI, đơn vị đạt giải thưởng Taiwan Excellence, giải thưởng thường niên tôn vinh các doanh nghiệp có những bước tiến xuất sắc trong nghiên cứu và phát triển, thiết kế, chất lượng và tiếp thị. Tương lai của mini PC sẽ liên quan đến những tiến bộ về sức mạnh xử lý, thu nhỏ chip, hiệu quả năng lượng và tích hợp công nghệ cho nhà thông minh. Các công nghệ đột phá có thể bao gồm các tùy chọn kết nối nâng cao như Wi-Fi 6E, tích hợp trí tuệ nhân tạo.